cảnh sát giao thông có thể xử phạt qua hình ảnh hoặc video trên mạng xã hội không? Hiện nay không ít người đã đăng tải lên mạng xã hội các hình ảnh vi phạm giao thông mà mình bắt gặp trên đường để mọi người cùng biết và tránh. Hay không ít những trường hợp các chủ tài khoản tự đăng để khoe chiến tích của mình như là: may quá, hôm nay tôi vượt đèn đỏ mà không có anh công an nào phát hiện hết. Hay là: ê, tôi kể mấy bà nghe nè, bữa nay tôi nhậu xỉn, chạy ngang mặt anh công an mà hên là ổng không có kêu lại. Vậy thì cảnh sát giao thông có thể xử phạt qua các hình ảnh hay là video trên mạng xã hội này hay không? Theo quy định thì thông tin hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có thể được tiếp nhận từ các nguồn sau: ghi thu được bằng thiết bị kỹ thuật của tổ chức cá nhân, không phải phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Như vậy, những hình ảnh hay là video về các hành vi vi phạm giao thông được đăng tải trên mạng xã hội cũng có thể được cảnh sát giao thông sử dụng để xác minh xử lý. Tuy nhiên là các hình ảnh và video đó phải phản ánh khách quan, rõ về thời gian, địa điểm, đối tượng, hành vi vi phạm giao thông và còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Sau khi tiến hành xác minh và xác định có hành vi vi phạm giao thông thì người có thẩm quyền sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền, hoặc báo cáo người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy hãy cẩn thận khi tham gia giao thông, đừng thấy không có cảnh sát giao thông mà làm liều nha. An toàn là trên hết.